Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Thọ. Giá vàng miếng trong nước ổn định ở mức 78,5 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá vàng nhẫn tiếp đà tăng nhẹ. Trong khi giá vàng miếng trong nước ổn định, giá vàng nhẫn tiếp đà tăng nhẹ. Hiện tại giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 78,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua và giá neo ở mức 76,5 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 số 9 niêm yết lần lượt ở mức 76,25 triệu đồng một lượng mua vào và 77,6 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG niêm yết ở mức 76,3 triệu đồng một lượng và 77,59 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng chiều mua và 110.000 đồng chiều bán. Các đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội yêu cầu người dân kết bạn Zalo hỗ trợ cập nhật VSS ID, đồng bộ thông tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Cụ thể, một số đối tượng đã gọi điện tự giới thiệu là cán bộ đang công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và yêu cầu người dân cập nhật căn cước công dân vào ứng dụng trên điện thoại di động, đồng bộ dữ liệu với ứng dụng VNEID, ứng dụng định danh điện tử của Cục Cảnh sát, Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an bằng cách truy cập vào đường link lạ. Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, người dân không kết bạn Zalo với người lạ, không bấm vào các đường link lạ hay cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, nhận diện khuôn mặt cho người lạ để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo. Cùng với đó, người dân cần tăng cường cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách bảo hiểm, thường xuyên theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện giao dịch. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào năm học mới 2024-2025. Thời gian này, các cửa hàng sách trên địa bàn tỉnh đã nhập đầy đủ sách giáo khoa, các lớp và đồ dùng học tập để phục vụ các em trong năm học mới. Ngay từ khi kết thúc năm học 2023-2024, các nhà sách đã nhập về đầy đủ các đầu sách giáo khoa cần thiết. Tuy nhiên, đối với các sách giáo khoa tái bản, các cửa hàng nhập số lượng chỉ bằng khoảng 50% so với năm trước, vì các em có thể sử dụng sách của các anh chị khóa trước hoặc mượn tại thư viện nhà trường nên nhu cầu sẽ giảm. Về giá sách giáo khoa, năm học này, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Với giá sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 áp dụng mới từ năm học 2024-2025, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng giá theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước từ 10 đến 15%. Theo thống kê, vốn đầu tư FDI thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm nay ước đạt 10,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Theo các chuyên gia, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục tăng mạnh về cả đăng ký mới lẫn vốn thực hiện, dự kiến thu hút được khoảng 360.000 lao động mới, tập trung nhiều trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp, chế biến chế tạo, điện tử. Triển vọng thu hút FDI của Việt Nam là tích cực. Tuy nhiên, để duy trì được kết quả này, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, khẩn trương chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề, nhất là trong lĩnh vực điện tử bán dẫn, khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ tại một số địa phương. Vào thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thành lập được 1.881 tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh vận tải, chế biến nông lâm sản. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã có tăng trưởng ổn định, doanh thu bình quân 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt hơn 2,2 tỷ đồng trên một hợp tác xã và tạo việc làm thường xuyên cho trên 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân gần 5 triệu đồng một người một tháng. Những tháng cuối năm 2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể để tạo cú hích thành lập thêm các tổ hợp tác xã tạo việc làm, thu nhập cho lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là cho người lao động ở vùng sâu, vùng xa. Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, các nhà mạng trong nước sẽ ngừng phục vụ các thuê bao mà điện thoại chỉ sử dụng công nghệ 2G và sẽ tắt sóng 2G hoàn toàn vào tháng 9 năm 2026. Tắt sóng 2G sẽ giúp tận dụng tài nguyên tần số cho các công nghệ viễn thông hiện đại hơn, đồng thời giúp giảm ô nhiễm điện từ do mạng 2G sử dụng công nghệ cũ và tiêu tốn nhiều năng lượng để phát sóng. Tắt sóng 2G cũng sẽ giúp các nhà mạng tập trung nguồn lực để phát triển các công nghệ mạng 4G và 5G mới hơn. Hiện nay, tại các điểm giao dịch, các nhà mạng đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho khách hàng về lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ số trên nền tảng mạng 4G, 5G. Cán bộ nhân viên VNPT Phú Thọ đã đi đến từng ngõ để tư vấn chính sách ưu đãi đối với các gói cước data nhằm khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang dùng điện thoại thông minh tương ứng với SIM 4G, 5G. Bằng những thế mạnh vượt trội về hạ tầng số, an ninh số, nền tảng số, hệ sinh thái ứng dụng chuyển đổi số, VNPT Phú Thọ đã chủ động thực hiện chuyển đổi số, phát huy tốt vai trò tiên phong, tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần kế toán IQ chuyên thực hiện dịch vụ kế toán cho các đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, công ty có trên 200 khách hàng tại tỉnh Phú Thọ. Theo bà Nguyễn Thị Thơ, kế toán trưởng công ty cho biết, trước đây công việc của kế toán rất vất vả do số lượng khách hàng lớn, nhưng từ khi sử dụng các dịch vụ hóa đơn điện tử, phần mềm kê khai bảo hiểm và chữ ký số, công việc của kế toán đã đỡ hơn nhiều do có thể ngồi một chỗ làm dịch vụ kế toán cho nhiều đơn vị. Việc đổi mới hóa đơn điện tử, phần mềm kê khai bảo hiểm và chữ ký số của dịch vụ VNPT thì chúng tôi đánh giá rất là cao. Bởi vì ba cái lý do. Lý do thứ nhất đó là cái sự tiện ích, nghĩa là chúng tôi có thể ngồi một nơi mà có thể làm được dịch vụ của nhiều doanh nghiệp. Cái lý do thứ hai nữa là tiết kiệm được thời gian của chúng tôi, tức là chúng tôi cũng không phải đi đến các đơn vị để mà thu thập hóa đơn chứng từ nữa. Cái thứ ba nữa là nó tiệm cận đến cái sự chính xác cao. Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sử dụng các dịch vụ của VNPT trong các lĩnh vực kê khai bảo hiểm xã hội, kê khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử. 100% Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện cùng các sở ban ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụng giải pháp quản lý văn bản điện tử của VNPT. Trong lĩnh vực giáo dục, hệ sinh thái giáo dục VNEDU của VNPT đã được triển khai tới trên 5.000 giáo viên và gần 90.000 học sinh được quản lý trên hệ thống VNEDU. Trong cái thời gian tới thì VNPT sẽ tăng cường về các cái cơ sở hạ tầng về lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt là sẽ triển khai nâng cấp các cái ứng dụng phần mềm cho khối các cơ quan doanh nghiệp. Đối với khối trường học thì VNPT sẽ nâng cấp cái phần mềm VNEDU lên Vision 4.0 đáp ứng được các cái lĩnh vực chuyển đổi số. Để tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2024, VNPT Phú Thọ sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số cá nhân cơ bản và nhiều chương trình hỗ trợ dành cho khối giáo dục. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Thọ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.